Cả nhà ơi, Sĩ Đặc Sản Shop xin giới thiệu một cái loại sản phẩm đặc sản rất là nổi tiếng của Bến Tre luôn, đó là củ hủ dừa sấy khô. Thì hiện giờ đây là trong một cái những cái sản phẩm mà Sĩ Đặc Sản bán rất là chạy luôn nha cả nhà ơi. Thì đối với cái loại mà củ hủ dừa sấy khô này nè, thì nó được làm từ cái đọt của cây dừa nên nó rất là ngon luôn. Và đối với cái loại củ hủ dừa sấy khô này thì hiện giờ bên Sĩ Đặc Sản đang sỉ là một cái thùng là 5 kg cả nhà. Và trong cái thùng 5 kg thì mình sẽ có một số cái túi đóng là túi 500 g, túi 100 g, túi 50 g, túi 200 g. Đó thì hiện giờ Sĩ Đặc Sản có thể đóng theo yêu cầu của các cái bạn sỉ luôn ha. Thì hiện giờ thì đây là một trong những cái sản phẩm mà shop đang bán rất là chạy luôn cả nhà. Đây, cả nhà mình thấy đây là những cái sản phẩm mà chiều nay shop vừa mới lên hàng để giao cho khách sỉ nè. Thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cả nhà mình về cái củ hủ dừa sấy khô hen.